Chủ nhà chuyển đổi công tác có gửi bên nhà tốt bán một căn nhà với diện tích 35 mét vuông, thiết kế và xây dựng là 4 tầng, 4 phòng ngủ thuộc Hà Đông, Hà Nội. Với cái căn nhà này thì mới xây dựng và ở được 4 năm thưa quý vị. Ngọc Ánh xin trân trọng kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này, em sẽ quay một căn nhà mà nhà dân chuyển đổi công tác có nhờ bên nhà tốt bán. Với căn nhà này thì đường ngõ thực tế trước nhà được 2 mét, cách với lại đường ô tô tránh khoảng tầm 30 mét. Căn nhà này hướng nhà là hướng đông bắc. Theo đúng hiện trạng là quý vị có thể dọn đồ về ở ngay, sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà luôn. Diện tích 35 mét vuông, công năng sử dụng 4 phòng ngủ, vị trí thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Giao thông đi lại thuận tiện và phù hợp cho quý vị đi làm ở Hà Đông, quý vị đi làm ở Nguyễn Trãi Thanh Xuân, đi làm theo cung đường Tố Hữu Lê Văn Lương. Tính từ vị trí Yên Nghĩa Hà Đông này thì nó bám theo trục đường quốc lộ 6, bám theo cung đường Tố Hữu Lê Văn Lương, hoặc quý vị có thể đi lên D chạy ra hướng đại lộ Thăng Long đều rất là ok và phù hợp. Với căn nhà này sổ sách chuẩn chỉnh, thiết kế rất là hợp lý hiện đại. Căn nhà này thì chủ nhà có sơn lại và nhờ bán nha mọi người. Cho nên nếu như để mà nói nhìn thực tế thì còn tương đối là mới, nhà mới xây dựng được 4 năm thôi. Tầng 1 thiết kế công năng cho quý vị một phòng khách, một phòng bếp, một phòng vệ sinh. Ở phần phòng khách này thì chủ nhà có để lại cho quý vị một bộ ghế sofa. Cửa chính của ngôi nhà thì thiết kế hai lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm kính. Ngoài phần cửa chính thì cửa sổ cũng thiết kế hai lớp, rất là an toàn, thẩm mỹ, thoáng. Hướng nhà đông bắc tương đối là mát mọi người ạ. Đấy, vị trí thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đây là phần không gian phòng bếp của ngôi nhà với không gian phòng bếp rất là thoáng. Tủ bếp thiết kế, chủ nhà cũng thiết kế ngày trước ấy thì tủ gỗ mọi người ạ. Tủ gỗ màu màu gỗ, còn là chủ nhà thì sống theo phong cách hiện đại nên là cũng có thay đổi. Tủ bếp thành màu trắng. Đấy, nhìn rất là hiện đại. Tặng cho quý vị bếp từ này, hút mùi này, quạt trần này. Nói chung nhà bán theo hiện trạng có như thế nào em quay review cho quý vị là có những cái như thế và quý vị mua nhà là có như vậy. Đây là phần không gian phòng bếp của ngôi nhà rất thoáng. Này, chậu rửa vòi rửa phụ kiện bếp đều xong hết rồi. Đấy, theo đúng hiện trạng là sáng mua quý vị chiều về ở được luôn. Căn nhà này là dọn về ở ngay, sổ đỏ chuẩn chỉnh trao tay. Sổ sách pháp lý rõ ràng. Với đặc biệt chủ nhà cũng có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu, giá bán em sẽ để ở dưới phần bình luận. Một phòng vệ sinh sử dụng cho tầng 1 phòng khách phòng bếp đầy đủ công năng, thiết kế hợp lý, diện tích 35 mét vuông. Tay vịn cầu thang thiết kế từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 là toàn bộ là gỗ. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cột trắng. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà, xem ngôi nhà này thiết kế 4 phòng ngủ ra sao. Và em đang đứng ở phần tầng 2 của ngôi nhà. Với tầng 2, tầng 3 của ngôi nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị như sau. Hai phòng ngủ trước và sau. Đây là phần phòng ngủ đầu tiên ở phần bên trong. Để lại giường tủ cho quý vị. À, tủ quần áo, giường 1m8, 2m. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện, lắp đặt đầy đủ. Đó, đây là phần phòng ngủ ở bên trong và đây là phần phòng ngủ hướng ra phần mặt ngõ. Đây. Với phòng ngủ hướng ra phần mặt ngõ này thì chủ nhà để lại cho quý vị một giường, điều hòa, hệ thống rèm cửa. Tất cả các phòng đều thiết kế cửa sổ thông thoáng hai lớp. Yên tâm. Đây là phần tầng 2, phòng vệ sinh sử dụng cho hai phòng ngủ trước sau. Trong phòng vệ sinh thì có bình nóng lạnh, đầy đủ bồn cầu, sen cây tắm cho quý vị đây. Chung là rất hợp lý. Đây là phần tầng 2 của ngôi nhà thiết kế hai phòng ngủ công năng, phòng cầu thang giữa, phòng vệ sinh ở giữa. Tầng 3 thiết kế ra sao mời quý vị theo chân gói lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà nhé. Và với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị tương tự như tầng 2, cũng gồm hai phòng ngủ trước và sau. Đây. Hai phòng ngủ trước sau, giường tủ, nội thất được lắp đặt, nói chung là đúng như hiện trạng là dọn đồ về ở thôi. Giường tủ sẵn rồi. Đây là phần phòng ngủ hướng ra phía bên ngoài. Nói chung với cái căn nhà này
nằm ở trong khu dân cư đông đúc, xung quanh đầy đủ tiện ích, chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, đi lại giao thông rất là thuận tiện. Xung quanh thì dân sinh chợ búa rất là gần. Phòng vệ sinh ở tầng 3. Đây ạ. Nói chung có như thế nào thì em sẽ quay và review cho quý vị như vậy, cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm là khi mà xem video như thế nào thì đến xem là y như thế. Và phần còn lại tầng 4 của ngôi nhà, quý vị đừng rời mắt khỏi video nhé. Với tầng 4 của ngôi nhà, thiết kế công năng sử dụng cho quý vị. Ở đây là khu vực để máy giặt. Mọi người ạ. Đó. Và sân phơi thoáng trước sau. Trước và sau đều nằm ở trong khu dân cư, đều rất là thoáng mát. Quý vị hoàn toàn yên tâm. Đây là phần mặt sau của ngôi nhà. Đó. Quý vị muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin chi tiết cụ thể, cứ liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt để được tư vấn cũng như đi xem nhà và chọn lựa cho gia đình mình một căn nhà mơ ước nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.